Còn gì nữa? Mấy con mà. À. Tao thấy nhỉ? Bây giờ nó đang đi với người yêu thì con gọi làm sao mà nó dám nghe? Ba bảo con gọi chứ con có gọi đâu. Thế bây giờ con không yêu người ta nữa, người ta đi với bạn gái thì con gọi như thế thì để ai dám nghe? Tại ba bảo con gọi chứ con muốn gọi đời lắm. À. Không nghe đâu. Nếu mà chị An không nghe nó bạn đập cái máy luôn đấy. Đừng mà. Máy của con mà. Ngủ, ờ chắc ngủ hay sao. Ngủ không trả lời. Ngủ. Con ơi mày gọi lại cho bố mày cái. Vợ có sang bị chồng bị cây không vợ? Chồng thắng là chồng xin vợ nó làm chục. Thì lúc nào vợ bán hàng là chồng tắt luôn. Cây của thầy vẫn ok chứ ở hiền gặp lành. Cây của thầy vẫn ok. Đấy. Dạ, con bảo không lên được 10.000 nữa con nhầm rồi đấy. Con thách nhà giàu hút tương đúng không? 13.000 hả? Chú Huấn ơi cho cháu cái gì? Anh Huấn vui tính quá. Cái này 14.000 người coi gì. Đâu đứa nào tặng quà nào, đứa nào tặng quà vì bây giờ tặng nhiều quà là làm con rể. Ai mà tặng nhiều quà được làm con rể nào. Nào. Em tặng anh sư tử gọi em bằng đại ca nhé. Mày tặng sư tử thì anh gọi mày bằng bố luôn đấy. Làm gì có trên này 14.000 người, làm gì có ai còn đủ trong tài khoản con sư tử đâu con. Con có tấm lòng có được làm con rể bố không? 15.000 người rồi. PK thầy nọc phù đi thôi. Thầy nọc thì thầy đang đông người, bây giờ không PK đâu. Ui, 15.000 người rồi con ạ. À. Trà xinh nha. Người ta còn khen con xinh đấy. Không kể ra là người ta khen thế thì bố cũng đỡ ngại. Yeah. Nét đẹp công nghiệp. Ừ? Mình có làm đẹp thì mình. Mình có làm đẹp thì mình bảo không chứ con ấy, mày nó sai ra cái. Mình làm đẹp thì mình bảo mình làm đẹp chứ mình giấu làm gì. Đeo cái kính kia nó oai có mắt đâu. Mình đeo cái kính này đeo làm gì? Đeo cho đẹp. Lại gần đến thứ ba cái tưởng là tưởng đeo kính cận. Kính. Kính có chồng đâu. Đeo này đeo gì? Đeo cho đẹp. Dài rồi còn đeo kính cho đẹp. Thế thì hả? Lộ hết rồi. Dài. Nhìn như gái Nhật. Thôi ông đừng nói bậy. Thầy Huấn xinh gái quá này. Thằng Thiên Tôn nghe mày tặng cái hoa hồng thì nói chuyện cái gì này. Ông à, với ông tặng mày sư tử người ta mới giấu tên. Mấy đứa ra đây cho chị Ninh live stream nào. Bây giờ là còn một phút cuối cùng. Ai tặng quà là déo tên luôn. Con hiểu chưa? Ba déo nha. Ờ, ba déo con déo luôn. Ai mà tặng sư tử là cả hai ba con cùng déo tên. Nhanh lên còn một phút rồi đấy. Còn một phút cuối cùng nha. Nào. Được huấn hoa hồng mà. Nhanh. Déo tên cũng quá nha. Nào. Sư tử xanh đỏ mà thọc. Cái gì là quà lớn nhất con? TikTok Universe. Universe là cái gì? TikTok Universe. À, 17.000 rồi. Được, thế mẹ thằng nào bây giờ nào. Nào, bây giờ thằng nào muốn làm con rể nhận ở trên này luôn con ạ. Nào. Ôi dồi ôi, mấy ông này thì thế thì bây giờ là ra mắt bố vợ mà đến cái mũ thì mũ không được. Mũ không được. Ít thằng Thiên Tôn này mày cái xỉ mà thằng ôi dồi ôi rồi không ăn thua rồi. Phải phí ít nhất là cái gì nhỉ? TikTok Universe. TikTok Universe, xong đến cái gì? Con không biết. Ơ? Có con chơi một cái đấy đâu. À. Rồi 17.000 rồi này. Họ con Lion cũng được. Cái này là cái gì? Con Lion là con mèo con ấy. Con mèo ấy. Mèo. Mèo.
Ngựa. Ngựa thần. Ờ tặng cái gì cũng được. Miễn cái đó to. Chung quy là 18.000 người mà không các con nào không có cái gì là chịu chết đấy. Mười... ấy. Cái gì đó? Mã yêu là cái gì? Ai? Ba cảm ơn đi. Ai tặng? Ba biết ai tặng đâu? Đây, đó con xem là ai tặng nào? Đâu? Đâu không phải. Con này ấn thằng Thiên Tôn. Anh Linh, chú Huấn Hồng xin chúc anh Linh và gia đình anh Linh là luôn luôn sức khỏe, bình yên. Bạn anh Linh có đẳng cấp không? Có đẳng cấp là có đẳng cấp. Bạn anh Linh có đẹp trai không? Không đẹp trai là không đẹp trai. Còn điền thế thì làm sao người ta tặng nữa. Con phải bảo có chứ. Còn thế thì nổi. Sao người ta tặng nữa? Ừ, 20.000 rồi. Vợ cho chồng chạm 20.000 nữa. Nào. Ôi dồi, cái gì đây? Máy bay à? Kìa. Máy bay à? Ai đây? Máy bay à? Đâu? Ai? Ai? Mình bị ấn lên nào. Nào. Đâu rồi? Cái gì? Hà Vi. À. Đấy mà cảm ơn người ta đi nhưng người ta tặng. Cháu Hà Vi có xinh gái không? Có xinh gái là có xinh gái. Cháu Hà Vi có ngoan lắm không? Không ngoan lắm là không ngoan. Cái gì con phải bảo ngoan chứ. Cháu Hà Vinh có tuyệt vời không? Hơi tuyệt vời là hơi tuyệt vời. Cháu Hà Linh có? Hà Vi. Hà Linh nào? Trời Linh ơi. Mẹ ai nhìn rồi. Cháu Hà Linh quá tuyệt vời nào. Quá Hà tuyệt... Vi Cháu Hà Vi có còn gì không? À quên. Thôi chú Huấn Hồng thay mặt cho 22.000 người, chú Huấn Hồng xin cảm ơn cháu Hà Vi. Xin chúc cháu Hà Vi là luôn luôn này nữa. Ôi thầy gọi. Chết rồi. Chú Huấn Hồng xin déo tên cháu Hà Vi. Chúc cháu Hà Vi luôn luôn xinh gái 8386 rực rỡ. Không có ai tặng nữa à con? Không hết rồi. 22.000 người mà không ai có gì á? Lên quà. Nên đấy. Lại may rồi. Đây ai? Trường. Đâu? Cháu về con về xem là cái gì trường chứ? Trường thôi. Chỉ trường thôi à? Thôi. Gọi liên tục cái gì? Cháu Trường có đẹp trai không? Hơi đẹp trai là hơi đẹp trai. Con có thích cháu Trường không? Con không thích cháu Trường. Mình phải bảo thích chứ. Không. Thế thì làm sao người ta tặng quà nữa con? Ai phải tặng ba kính, mặc từ kính thì không có tên nào. 22.000 rồi. Nào. Nào. Bây giờ mà tặng sư tử là ba con mình giấu tên rồi đến sáng luôn nhá. Đúng rồi. Ờ. Rồi đến sáng luôn. Vừa cho chồng 1 phút thằng cháu tin nữa. Thôi bây giờ là sang nick Ngọc Linh có tích xanh nhá, giấu tên nhá. Bây giờ là vào live với vợ thôi nhá.